Đây là một chiếc ghe dừa bắt chén từ xa để qua cống các bạn. Quả mấy anh ghe dừa bữa nay chơi ghê tốc độ luôn. Trời ơi, cũng chở cao kìa. Cái này vô tải nhìn ghê quá. Rất là cao nha. Chiếc ghe chở hàng ngàn trái dừa các bạn. Bây giờ mấy chiếc ghe này đang đi tốc độ rất là cao vô cống các bạn. Con này bên hông đi qua nữa. Quá trời. Trời ơi, hai chiếc xà lan nó bụng đít quá. Wow. Rồi hai chiếc phía sau đang tranh giành vô cống luôn à. Chết bà rồi, đụng rồi. Quá nguy hiểm các bạn ơi, chiếc ghe lúa đã vô tải mà chạy kiểu này rất là nguy hiểm nha. Đây là xà lan, chiếc xà lan đi cát các bạn, phía sau là nhiều chiếc ghe lúa. Đi qua đây những chiếc ghe đi vô tải đã chở đồ thì rất là hồi hộp cho các bạn. Mọi người đi rất là lo lắng vì mực nước ở khu vực này bây giờ nó rất là thấp. Quá wow. Trời ơi, bê cái đít. Này đi kinh khủng thôi chứ. Quá bờ rồi, lấy lái lại. Trời ơi, quay đầu biểu diễn luôn. Dữ thiệt. Bây giờ tiếp tục là những chiếc ghe lúa và ghe dừa nữa nha các bạn. Đa phần là ghe lúa. Mùa này vô mùa nắng nóng thì ghe dừa đi cũng mình thấy ít lại rồi. Trời khô hạn khủng khiếp luôn các bạn, khu vực này bị xâm nhập mặn rất là nặng nề nha. Tất cả các con sông đều bị xâm nhập mặn các bạn. Trải dài từ Kiên Giang cho tới Trà Vinh nha. Cửa biển xâm nhập mặn rất là nhiều. Tiền Giang, Long An thì ngập lụt luôn. Chiều cường nước biển dâng ngập lụt luôn các bạn, mà không có nước xài. Nước lũ mà lũ nước mặn chứ không phải lũ nước ngọt nữa. Quá giờ chiếc ghe này chơi lên hàng đủ đồ ở trên. Ghe lúa mấy nay đi đông kinh khủng thiệt các bạn. Ghe cuối vụ mà đi cắt dữ dằn thiệt chứ. Ghe dừa thì bây giờ lâu lâu có vài chiếc nha. Mùa này dừa khô héo hết trơn.
ngoài đợi vô cống rất là đông các bạn. Hôm nay xúc ghe và xà lan vô bên trong ra quá đông, chặn nó hơi lâu luôn. Và bên ngoài người ta đợi cũng nhốn nháo hết trơn rồi, nhổ neo chạy xà quần nãy giờ các bạn. Nhưng mà bên trong chưa hết nữa nè, ghe lúa thì đông cực kỳ luôn. Những ghe lúa quá thú các bạn. Tiếp tục là ghe dừa nha. Bên ngoài quá trời đông. Ghe chở những trái dừa khô các bạn. Wow. Hôm nay phải nói là ghe lúa đi cực kỳ đông luôn các bạn ơi. Đây là khung cảnh những chiếc ghe chuẩn bị vào xà lan rồi, đợi rất là đông nha. Đó, thấy chưa, quay đầu hết trơn rồi nè. Sau cái đoạn ghe lúa này thì những chiếc ghe bên ngoài đi vào các bạn. Đây là chiếc ghe đầu tiên bên ngoài vô nha. Anh cắt còn một vài chiếc ở bên trong nhưng mà anh cắt luôn các bạn. Chiếc này dọt vô sớm luôn nha. Quá trời đẩy tốc độ cao luôn. Hỏng cái đầu luôn các bạn ơi. Trắng nước hết trơn. Trời ơi, xà lan. Quá sức rồi. Xà lan chơi quá khẩm các bạn. Xà lan cát. Chạy quá ớn các bạn. Ủa, thấy ghê chưa? Bẩn nước hết trơn. Và dính cái đuôi. Quá ghê. Trời ơi, thì đẩy ra. Dữ dằn thiệt chứ. Trời ơi, quá hấp dẫn các bạn ơi. Máu lửa luôn nha. Hết ga không?